Bấy giờ, thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, ngài khéo phó chúc khéo hộ niệm cho các Bồ Tát. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Vì sao? Vì các chúng Bồ Tát muốn luôn luôn làm lợi ích an vui cho nhiều đời, thương xót các chúng sanh ở thế gian, muốn làm cho trời người đạt được sự lợi ích an vui lớn, nên cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề để tuyên thuyết pháp yếu cho các hữu tình. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các chúng Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, làm sao tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa để cho mau viên mãn? Phật bảo thiện hiện, nếu các Bồ Tát nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng thấy sắc tăng, chẳng thấy sắc giảm, mà hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy thọ tưởng hành thức tăng, chẳng thấy thọ tưởng hành thức giảm, mà hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thấy pháp đúng, chẳng thấy pháp sai, mà hành bát nhã ba la mật đa, thì các Bồ Tát này tu tập bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, điều Như Lai dạy chẳng thể nghĩ bàn. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy, sắc chẳng thể nghĩ bàn, thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nghĩ bàn. Nếu các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì đối với sắc chẳng phát sanh tưởng, chẳng nghĩ bàn, mà hành bát nhã ba la mật đa, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng phát sanh tưởng, chẳng nghĩ bàn, mà hành bát nhã ba la mật đa, thì các Bồ Tát này tu tập bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế nghĩa thú sâu xa ai có thể tin hiểu? Phật bảo thiện hiện, nếu các Bồ Tát tu thắng hạnh lâu xa thì đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể tin hiểu. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là các chúng Bồ Tát tu thắng hạnh lâu xa? Phật bảo thiện hiện, nếu các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thì không phân biệt 10 lực của Như Lai, không phân biệt 4 điều không sợ, không phân biệt 18 pháp Phật bất cộng, không phân biệt trí nhất thiết. Vì sao? Vì 10 lực của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, cho đến trí nhất thiết cũng chẳng thể nghĩ bàn, sắc cũng chẳng thể nghĩ bàn, thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nghĩ bàn, tất cả pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn. Nếu các Bồ Tát hành như thế thì hoàn toàn không chỗ hành, là hành bát nhã ba la mật đa. Các Bồ Tát như thế mới được gọi là tu thắng hạnh lâu xa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa là hòn ngọc báu, là khối thanh tịnh như hư không thanh tịnh, lìa các mây khói, vân vân. Lạ thay, bát nhã ba la mật đa nghĩa thú sâu xa, nhiều các chướng nạn mà nay giảng nói rộng, các chướng nạn lại chẳng sanh. Phật dạy thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy, nhờ thân lực của Phật nên trở ngại không sanh, thế nên thiện nam tử đại thừa vân vân. Đối với hy bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu muốn biên chép thọ trì đọc tụng giảng thuyết vân vân thì cho đến một năm phải xong hết. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa là ngọc thần báu lớn, nhiều các chướng ngại. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, lạ thay, ác ma thường muốn làm trở ngại ngọc thần báu lớn bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế. Phật bảo thiện hiện, tất cả ác ma mặc dù đối với bát nhã ba la mật đa thường muốn làm trở ngại, làm cho sự tu tập của các Bồ Tát chẳng thành tựu như chúng chẳng tọa nguyện. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, thần lực của ai làm cho ác ma kia không thể làm trở ngại bát nhã sâu xa? Phật bảo Xá Lợi Tử, đó là thần lực của Phật, cũng là thần lực của chư Phật ở tất cả thế giới trong mười phương. Xá Lợi Tử, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều cùng hộ niệm các chúng Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, làm cho các ác ma không thể làm trở ngại. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì nếu các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thì tự nhiên đều được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở vô lượng vô biên thế giới trong mười phương cùng chung hộ niệm. Nếu người được Như Lai ứng chánh đẳng giác hộ niệm thì tự nhiên ác ma không thể làm trở ngại. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có thiện nam tử vân vân với lòng tin thanh tịnh, biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết bát nhã sâu xa không trở ngại, thì nên nghĩ, ta biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết vân vân bát nhã ba la mật đa đều là nhờ thần lực của chư Phật Thế Tôn ở tất cả thế giới trong mười phương hộ niệm làm cho được thành tựu. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết vân vân bát nhã ba la mật đa sâu xa thì đều nhờ thần lực của chư Phật ở mười phương từ bi hộ niệm
làm cho sự tu tập nghiệp lành người đó thủ thắng tất cả ác ma không thể làm trở ngại. Phật bảo Xá Lợi Tử: Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn thuyết vân vân bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì được chư Phật Thế Tôn ở thế giới trong mười phương cùng biết rõ, hoan hỷ hộ niệm. Chư Phật Thế Tôn ở thế giới trong mười phương thường dùng Phật nhãn cùng xem thấy, từ bi hộ niệm, làm cho sự tu tập của người kia thành tựu hoàn toàn. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử: Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì thường được Phật nhãn của chư Phật Thế Tôn ở tất cả thế giới trong mười phương xem thấy, biết rõ hộ niệm, làm cho các ác ma không thể làm rối loạn được, sự tu nghiệp lành mau được thành tựu. Nếu thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, thường biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn thuyết bát nhã ba la mật đa